Xin chào tất cả các quý bà con nhé. Hôm nay lại là nhà vườn em đây, nhà vườn Trang Nhất đây. Hôm nay bên em quay cho quý bà con về một dòng nhãn khác hoàn toàn so với nhãn Hương Chi, nhãn Miền Thiết hay là nhãn Indo. Đây là một dòng nhãn hạt lép. Đây, mẫu quả đây nhé. Đó, đây là dòng nhãn hạt lép hay còn gọi là nhãn không hạt của bên em nhé. Đó, hạt rất là nhỏ, đây là mẫu quả. Cây này bọn em nhập trực tiếp từ bên Thái Lan về. Cây hiện tại chiều cao cây được 50 phân. Đây là cây ghép hoàn toàn nhé. Thế nên là khi mà cứ bà con về trồng sẽ được rất là nhanh thu hoạch và thu thành quả. Bên em về số lượng không nhiều, 50 cây thôi. Nên là quý bà con nào mà có nhu cầu có thể liên hệ ngay từ bên nhà vườn Trang Nhất nhé. Địa chỉ ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nha. Đấy, hôm nay bên em về được một lô vườn nhãn không hạt, cũng như là cả sờ đỏ mặt trời nữa. Nên là bà con nào mà có nhu cầu có thể liên hệ ngay nhé. Đấy, cây rất là đẹp. Đó, cây đẹp, lá, bản lá của nhãn không hạt này nó cũng khác hoàn toàn so với nhãn thường của mình nha. To bản, to dày, bập bóng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các quý bà con ở video sau.